50 năm sau mới báo thù. Đây là phó chủ nhiệm tự thuật câu chuyện đã xảy ra cho phụ thân của ông. Ông Phó Tính rất nghiêm cẩn, là người không hề nói giọng ngữ. Ông kể phụ thân mình năm 70 tuổi bị bệnh nghẽn mạch máu não, qua trị liệu thấy hồi phục rồi. Sau đó, chị ông rước thân phụ về nhà chăm sóc, thì đột nhiên bệnh lại tái phát. Dùng thuốc chi cũng không hiệu quả, bệnh ngày càng nặng. Thân nhân thấy có điểm quái lạ, bèn đi hỏi một vị trí tuệ cao, và được biết là có một con rắn đến tìm phụ thân họ để báo thù. Vì ban sơ có hai người đồng giết con rắn này, con rắn đã báo thù một người rồi, giờ thì đến lượt phụ thân của họ. Sau này nhờ vị trí tuệ đó hòa giải, con rắn mới chịu đi, bệnh phụ thân ông Phó mới hồi phục. Khi phụ thân lành bệnh rồi, thân nhân mới tra hỏi việc này. Thấy ông ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nhớ ra, bèn kể. Năm 17 tuổi, ông cùng người bạn trong làng cùng đập và giết một con rắn. Người kia đã chết mấy năm trước rồi. Ông không ngờ mình chỉ giết một con rắn thôi, lại bị hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vì chuyện xảy ra đã lâu lắm, tính đến giờ có hơn 50 năm rồi. Ai mà biết là con rắn này vẫn bộc bề truy đuổi ông. Đủ thấy tâm hận thù của nó rất mãnh liệt. Nhưng chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí con rắn thì sẽ hiểu. Hơn 50 năm nay, nó mang thân vong linh, nếm trải nhiều thống khổ mà vô phương giải thoát. Nếu đổi lại là chúng ta, sẽ phải làm thế nào? Tất nhiên là thù hận phải ôm sâu. Biết chuyện này rồi, tôi sợ đến nỗi óc toát mồ hôi lạnh. Vì hồi nhỏ, tôi cùng chúng bạn có đập chết một con rắn rồi đem đi thiêu. Tối hôm đó, khi tôi ngủ, còn mơ thấy một ổ đầy rắn, sợ đến muốn xỉu. Sau đó, tôi còn đập chết một con rắn nữa. Giết một con thì phải thường một mạng, mà tôi giết khá nhiều lần. Bây giờ tôi đã hiểu ra, cảm thấy có hai điều cần làm ngay. Một, phải phóng sinh thật nhiều để chuộc lỗi và tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị tôi giết. Hai, phải nỗ lực tu hành cho đạt đạo, rồi sau hoàn phục ta bà, cứu độ các quan thân trái chủ, giúp họ giải thoát, an vui. Liên Hoa Diệu Âm. Chuyện con tắc kè. Tiền thân Goda. Ngài cho tôi biết rõ ra, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một người chủ đất nọ. Câu chuyện khởi đầu đã được kể đầy đủ trước đây, số 328. Nhưng ở đây, khi hai vợ chồng đi đòi nợ trở về, trên đường họ gặp một số người đi săn. Những người này cho họ một con tắc kè quay và bảo cả hai hãy ăn món ấy. Người chồng bảo vợ đi kiếm nước, rồi anh ta ăn hết cả con tắc kè. Khi vợ trở lại, anh ta nói: "Này em, con tắc kè đã chạy mất rồi." Nàng nói: "Được rồi thưa chàng, con tắc kè chạy rồi thì ai làm gì được." Nàng uống một ít nước, sau đó cả hai đi đến Kỳ Viên. Khi ngồi hầu bậc đạo sư, ngài hỏi người vợ như sau: "Này cư sĩ, ông này có ân cần thương yêu và giúp đỡ bà không?" Nàng trả lời: "Con thương yêu ân cần với chàng, nhưng chàng chẳng hề thương yêu con." Bậc đạo sư dạy: "Được rồi, giả như ông đã cư xử với bà như thế thì cũng chớ buồn rầu. Khi ông nhớ lại các đức hạnh của bà, ông sẽ ban riêng cho bà quyền lực tối cao." Rồi do yêu cầu của hai vợ chồng, ngài kể một chuyện đời xưa.
Chuyện kể này cũng giống chuyện kể trên, nhưng ở đây khi hai vợ chồng thái tử đang trên đường trở về cung vua, một đám thợ săn thấy họ quá khốn khổ, đã cho họ một con tắc kè quay và bảo họ chia nhau ăn. Người vợ lấy một cây leo làm dây cột nó, rồi xách nó theo dọc đường. Khi đến một cái hồ, họ rời đường chính và đến ngồi dưới một gốc cây đa. Thái tử bảo: "Này em, hãy đi xuống hồ, dùng một ngọn lá sen mà kiếm nước. Sau đó chúng ta sẽ ăn phần thịt này." Người vợ treo con tắc kè lên một cành cây và đi kiếm nước. Người chồng ăn hết cả con tắc kè, ngồi quay mặt đi. Khi nàng mang nước về, chàng nói: "Này em, con tắc kè đã tuột xuống cành cây và chui vào một đụng kiến. Ta chạy theo và chộp được chóp đuôi nó, nhưng nó đứt đôi ra và nó chui biến vào trong lỗ, để lại phần đuôi mà ta nắm được đây." Nàng nói: "Được rồi chàng ạ, chúng ta biết tính sao được khi con tắc kè đã nướng lại chạy thoát đi. Nào, chúng ta hãy lên đường." Uống nước xong, hai vợ chồng đi đến Ba La Nại. Thái tử lên ngôi, phong cho vợ làm chánh hoàng hậu. Nhưng đó chỉ là một cái chức hờ, vua chẳng ban cho nàng danh vọng gì cho nàng cả. Bồ Tát muốn chiếm danh dự cho nàng, nên đứng trước vua, ngài hỏi nàng: "Tâu hoàng hậu, chẳng có lúc nào chúng thần được lệnh bà cho thứ gì cả. Tại sao lệnh bà lại chẳng kể gì đến chúng thần thế?" Hoàng hậu đáp: "Này hiền khanh, ta chẳng nhận được gì của đức vua cả, thì làm sao ta có thể ban tặng cho khanh được? Đức vua có thể ban tặng cho ta thứ gì nào? Hồi chúng ta còn trong rừng, ngài đã một mình ăn hết con tắc kè nướng." Bồ Tát nói: "Tâu hoàng hậu, có lẽ đức vua không làm như thế đâu. Lệnh bà chớ nói về đức vua như thế." Hoàng hậu đáp: "Này khanh, sự việc này còn chưa rõ đối với khanh, nhưng đã quá rõ đối với vua và ta." Rồi hoàng hậu đọc bài kệ đầu: "Ngài cho tôi biết rõ ra, ở trong rừng thẳm trước kia tâu ngài, tắc kè nướng bứt dây gai, từ cành đa nọ thoát cây ấy mà. Bên trong lớp áo vỏ già, giáp giày gươm sắt tôi đà rõ soi." Hoàng hậu bày tỏ lỗi lầm của vua như thế trước các triều thần. Bồ Tát nghe xong liệt nói: "Tâu hoàng hậu, từ khi đức vua không còn yêu lệnh bà nữa, tại sao bà còn tiếp tục sống nơi đây, làm cho cả hai người phải phiền hà như thế?" Rồi ngài đọc hai bài kệ: "Ai trọng ta, ta thời xứng trọng, tỏ hảo tâm, hành động đáp đền, chẳng nên tốt với bọn hèn. Kẻ nào tránh mặt, chẳng nên yêu vì. Kẻ bỏ ta, ta thì bỏ hắn, chớ yêu thương kẻ chẳng thương ta. Như chim lìa bỏ cây khô, bay tìm trú xứ nơi xa trong rừng." Khi nghe Bồ Tát nói, vua nhớ lại những đức hạnh của hoàng hậu, liền bảo: "Này ái hậu, đã lâu ta không để ý đến đức hạnh của nàng. Nhưng qua lời nói của bậc hiền trí này, ta nhận biết các đức hạnh ấy. Hãy thứ lỗi cho ta, trọn vương quốc này của ta, ta tặng riêng nàng đấy." Rồi vua đọc bài kệ thứ tư: "Chức quyền cao quân vương có sẵn, nên tỏ bày tình nặng nghĩa thâm. Ta đem vương quốc tặng nàng, hãy ban tặng phẩm cho hàng ái ưu." Nói xong, vua ban quyền lực tối cao cho hoàng hậu và tự nghĩ: "Chính nhờ người ấy mà ta nhớ lại các đức hạnh của nàng." Vua cũng ban quyền cao cho vị hiền trí ấy.
bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, cả hai vợ chồng ấy đều đắc quả dự lưu, và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Hai vợ chồng trong chuyện ngày nay cũng chính là hai vợ chồng trong chuyện ngày xưa. Còn ta chính là vị hiền trí. Chuyện con khỉ đen lớn. Tiền thân Kalabahu. Ta từng hưởng lắm thức ăn, vân vân. Chuyện này do bậc đại sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm, về việc Đề Bà Đạt Đa mất các lợi dưỡng và danh vọng. Khi Đề Bà Đạt Đa đã nuôi lòng hiềm thù Đức Phật một cách phi pháp và sai một xã thủ giết ngài, tội lỗi của ông ai ai cũng biết qua việc ông thả con voi Nalagiri để làm hại Đức Phật. Thế rồi mọi người lấy mất trú xứ và các khẩu phần của ông, và vua chẳng đoái hoài đến ông nữa. Khi đã mất nguồn lợi dưỡng và danh vọng, ông ta đi khắp nơi sống bằng cách xin các nhà quyền quý. Các tỷ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường rằng Đề Bà Đạt Đa đã nghĩ ra cách thu đạt lợi dưỡng và danh vọng thế nào, và khi đã kiếm được chúng thì ông ta lại không thể giữ được chúng. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn việc gì. Khi nghe kể lại, ngài dạy: Này các tỷ kheo, chẳng phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Đề Bà Đạt Đa đã bị tước mất các lợi dưỡng và danh vọng. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vị ở Ba La Nại, Bồ Tát là một con vẹt tên là Radha. Ngài là một con vẹt khỏe mạnh, chân và cánh đều toàn hảo. Con vẹt em trai ngài tên là Potapada. Một người bẫy chim kia bẫy được đôi chim này và mang chúng đến dân vua Ba La Nại. Vua bỏ cả hai con vào trong một chiếc lồng bằng vàng, chăm sóc chúng, cho chúng ăn mật và bắp rang đựng trong một chiếc đĩa bằng vàng, và cho uống nước đường. Chúng được chú ý chăm sóc đặc biệt và đạt lợi dưỡng danh vọng cao vời nhất. Thế rồi một người thợ rừng nọ mang đến dân vua một con khỉ đen lớn tên là Kalabahu. Đen lớn vì khỉ đến sau các con vẹt nên nó nhận được lợi dưỡng và cung kính nhiều hơn, trong khi ấy đôi vẹt lại không còn được trọng vọng như trước. Bồ Tát nhờ có các đức tính của bậc giác ngộ nên chẳng nói một lời, nhưng em ngài vì không có đức tính ấy nên không thể chịu nổi sự trọng vọng mà người ta dành cho con khỉ, liền nói: Anh ơi, trước kia ở cung điện vua họ cho chúng ta thức ăn ngon, còn bây giờ chúng ta chẳng được gì cả. Họ dâng hết mọi thứ cho con khỉ Kalabahu. Vì chúng ta không nhận được lợi dưỡng trọng vọng do vua ban, nơi đây chúng ta phải làm gì chứ? Này, chúng ta hãy đi vào rừng mà sống. Vẹt em nói thế và đọc bài kệ đầu: Ta từng hưởng lắm thức ăn, khỉ kia nay lại được phần ta xưa. Radha hãy đến rừng già, cách người xử tệ sửa ra thế nào? Radha nghe thế liền đọc bài kệ tiếp: Dù là được mất ra sao, khen chê vui khổ vinh cao nhục dày đều là giả tạo đổi thay, sao em lại cứ ngập đầy sầu đau? Nghe thế Potapada vẫn không thể bỏ được hiềm thù với con khỉ, liền đọc bài kệ thứ ba: Radha chim trí tuyệt cao, hẳn anh phải biết việc nào xảy ra, ai sẽ là người đuổi tên kia từ triều vua trở lại nhà nó xưa. Radha nghe thế liền đọc bài kệ thứ tư: Mặt nhăn tai động ấy mà, sẽ làm bầy trẻ vương gia hải hùng,
khỉ kia tinh quái lạ thường, ngày kia sẽ chạy tìm đường kiếm ăn. Chỉ ít lâu sau, khỉ ta lúc lắc đôi tay, chọc phá làm cho các vương tử bé nhỏ sợ hãi la ré lên. Vua hỏi xem việc gì đã xảy ra, và khi nghe kể lý do, ngài phán: "Đuổi nó đi." Thế là con khỉ bị đuổi đi, và đôi vẹt lại trở về hoàn cảnh như trước, được lợi dưỡng và trọng vọng. Khi thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ, Đề Bà Đạt Đa là Kalabahu, Ananda là Potapada, còn ta là Radha. Chuyện thầy tu mặc áo da. Tiền thân Chamasataka. Con vật hảo tâm tỏ ra vân phục, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một tỷ kheo mặc áo bằng da. Áo ngoài, áo trong của ông đều bằng da cả. Một hôm khi ra khỏi tinh xá để đi khất thực ở xá vệ, ông đến đấu trường của cừu đực. Một con cừu đực trông thấy ông, liền thối lui định hút ông. Vị tỷ kheo tự nghĩ, nó làm như thế là để tỏ kính phục ta đấy. Và ông không chịu lùi bước. Con cừu phóng tới hút vào đùi ông, làm ông ngã xuống đất. Trường hợp kính chào ảo tưởng kia được đồn đại trong chúng tỷ kheo. Đề mục được các tỷ kheo đem bàn tán trong pháp đường là vị khất sĩ mặc áo da kia tưởng được kính chào như thế nào và gặp cái chết ra sao. Bậc đạo sư bước vào và hỏi họ đang bàn tán việc gì. Sau khi nghe kể lại, ngài dạy: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia cũng thế. Tu sĩ ấy tưởng mình được kính chào và rồi phải mang lấy cái chết." Rồi ngài kể cho họ một chuyện đời xưa. Ngày xưa, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình thương gia và hành nghề buôn bán. Bây giờ có một khất sĩ nọ mặc quần áo bằng da, đang đi khất thực, đến đấu trường của cừu đực và trông thấy một con cừu đực thối lui khi đối diện với ông. Ông tưởng nó làm thế là tỏ dấu hiệu kính trọng, nên ông không rút lui. Ông nghĩ, trên toàn cõi đời này, chỉ riêng con cừu này nhận biết các công hạnh của ta. Ông đứng đó chắp tay giơ lên kính chào và đọc bài kệ đầu: "Con vật hảo tâm tỏ ra khâm phục trước Bà La Môn đạo thức đẳng cao. Thú kia, ngươi thiện hảo biết là bao, mong ngươi được vang danh khắp loài vật." Bây giờ một vị thương gia có trí tuệ đang ngồi trong cửa hàng mình, muốn can ngăn vị khất sĩ, liền đọc bài kệ thứ hai: "Bà La Môn chớ khinh thường tình nó sẽ hút người ngã xuống đất ngay. Cừu đực kia đang lui lại như vậy, để phóng mạnh tới tấn công người đó." Trong lúc vị thương gia có trí tuệ ấy còn đang nói, con cừu đực phóng tới thật nhanh và hút vào đùi khất sĩ, làm ông ngã xuống. Ông muốn cuồng lên vì đau đớn và cứ nằm đó kêu than. Sự việc ấy được bậc đạo sư diễn tả bằng bài kệ thứ ba: "Bình bát lật úp và chân bị gãy, người tiếc than thân phận ấy đau buồn. Đừng giang tay khóc lóc thật hoài công, mau cứu chữa trước khi người bị giết." Và vị khất sĩ đọc bài kệ thứ tư: "Kẻ nào tỏ kính cung nơi chẳng xứng, đều sẽ chia số phận của tôi nay. Bị cừu kia hút ngã xuống đất đây, tôi phải chết vì lòng tin vụng dại." Ông ta than vãn như thế rồi sau đó chết đi. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người mặc áo da hôm nay và thời xưa ấy cũng là một, còn ta
là vị thương gia có trí tuệ kia. Chuyện thử thách giới đức. Tiền thân Silavi Mansa. Quyền lực trên đời khó sánh tày, vân vân. Chuyện này do bậc đại sư kể khi ngài trú tại kỳ viên, về một bà la môn từng thử thách đức hạnh của mình. Hai câu chuyện tương tự đã được kể trước đây, số 86 và 290. Ở đây Bồ Tát là vị giáo sĩ hoàng gia của vua Ba La Nại. Để thử thách đức hạnh của mình, luôn trong 3 ngày, mỗi ngày ngài lấy 1 đồng tiền trong kho của vua. Ngài bị cáo là gian trộm và bị đưa ra trước nhà vua. Ngài nói: quyền lực trên đời khó sánh tày, đức hiền uy lực diệu kỳ thay. Khi mang lấy dáng dấp hiền hậu, rắn độc tránh điều tổn hại ngay. Sau khi ca ngợi đức hạnh bằng bài kể trên và được vua thỏa ý, ngài sống đời tu khổ hạnh. Bấy giờ có một con diều hâu chộp được 1 miếng thịt trong một hàng bán thịt kia, cắp thịt vào chân và bay vù lên không. Bọn chim liền vây lấy nó, tấn công nó bằng chân, bằng vuốt và mỏ. Không chịu nổi đau đớn, diều hâu ấy đành thả miếng thịt. Một con khác chộp lấy thịt, con này cũng bị tấn công, bị đau như trước, đành thả rơi miếng thịt. Rồi một con khác xà xuống vồ miếng thịt. Hễ con nào được thịt thì bị đám còn lại đuổi theo, và con nào nhả thịt ra thì được yên thân. Bồ Tát thấy thế liền nghĩ: những tham dục của chúng ta cũng giống như những miếng thịt. Ai nắm lấy chúng thì bị đau khổ, ai thả chúng ra thì được an bình. Và ngài đọc bài kệ thứ 2: chim cắt đang khi có thức ăn, bọn chim bồi đến mổ đau rang. Khi chim đành thả rơi phần thịt, bọn chúng liền thôi chẳng ngó ngàng. Rồi vì khổ hạnh đi ra khỏi thành phố, trên đường dông ruổi, ngài đến một ngôi làng kia vào lúc chiều tối. Ngài nằm nghỉ trong nhà của một người nọ. Bây giờ có một nữ tỳ tên là Pingala hẹn hò với một nam nhân: anh hãy đến vào giờ ấy, vân vân. Sau khi rửa chân cho chủ và gia đình chủ, và khi mọi người đều nằm ngủ, cô ta ngồi ở bậc cửa chờ tình nhân đến. Suốt canh một và canh hai cô đều tự bảo: bây giờ chàng sắp đến rồi. Nhưng khi trời sáng, cô hết hy vọng và tự bảo: thế là chàng không đến. Rồi cô ta nằm xuống và ngủ ngon. Bồ Tát thấy chuyện xảy ra như thế liền tự bảo: người phụ nữ này từng ngồi quá lâu như thế, hy vọng người tình sẽ đến. Nhưng bây giờ nàng biết anh ta không đến, trong cơn thất vọng nàng ngủ thật an bình. Thế là ngài nghĩ rằng trong một thế giới xấu xa, hy vọng mang đến sầu khổ, thì thất vọng mang lại an bình. Ngài liền đọc bài kệ thứ 3: vui thay mơ ước được hoàn thành, trái ngược giường bao mộng vỡ nhanh. Hy vọng tiêu tan dù chán nản, Pingala đấy ngủ an lành. Ngày hôm sau, ngài ra khỏi làng và đi vào một khu rừng, trông thấy một vị ẩn sĩ đang ngồi trên đất chuyên tâm thiền định. Ngài nghĩ, ở đời này và cả đời sau, không có hạnh phúc nào hơn niềm cực lạc của thiền định. Rồi ngài đọc bài kệ thứ 4: ở cõi này hay ở cõi nào, không gì vượt hỷ lạc thiền đâu. Kẻ nào miệt mài tu thanh tịnh, thân được bình an, hại chẳng vào. Thế rồi ngài đi sâu vào rừng, sống cuộc đời ẩn dật của một vị Rishi, tiên nhân chứng đạo, phát huy thắng trí do thiền định, rồi được vào cõi Phạm Thiên.
Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ, ta đây là vị giáo sĩ nọ. Oan nghiệt đời trước, kiếp này phải trả. Có một ngôi chùa tên là Chùa Quán Âm. Trước kia, có vị hòa thượng pháp hiệu Hàm Huy, đã hơn 40 tuổi, là người nghiêm trì giới luật. Một hôm, hòa thượng đang đi tản bộ trên đường, ngang qua một quán bán thịt chó. Chủ quán mời mua thịt chó. Do nghiệp lực chiêu cảm, làm cho vị hòa thượng bỗng dưng bị mũi lòng bởi mùi hương của thịt chó. Đột nhiên, nước miếng tuôn chảy, thèm thuồng, nghĩ tưởng đến cảm giác ngậm miếng thịt chó vào miệng, thích thú vô cùng. Nhưng ngay lập tức, ông xua tan ý nghĩ thèm thuồng đó và vội vàng quay trở về chùa. Sau khi hòa thượng về chùa, bỗng toàn thân sốt nóng, trên thân dần dần mọc ra 18 cái nhọt độc. Mỗi nhọt độc đều có hình giống như đầu người, gây đau đớn không thể chịu nổi. Nếu có người khác nhìn thấy nhọt độc thì đau đớn có phần giảm đi, nhưng nếu che lại không cho người khác thấy thì lập tức đau đớn thấu xương tủy. Tuy đã thỉnh mời rất nhiều thầy thuốc danh tiếng, song tất cả đều bó tay, không chữa trị được. Sau khi chịu sự hành hạ đau đớn như vậy một thời gian, Hòa thượng Hàm Huy liền tự suy ngẫm, đây hẳn là do oan nghiệp ác báo từ đời trước. Ông liền quỳ trước hình tượng Đức Như Lai, kiên thành tụng kinh Kim Cang, phát nguyện sám hối tất cả những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và hiện tại. Một buổi trưa nọ, vị hòa thượng đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hoảng hốt, thấy 18 cái nhọt độc cùng lúc nhô lên giống như những hình người bị chặt đầu. Từ trong yết hầu lại vang ra tiếng hỏi, ông có biết chúng tôi không? Hòa thượng đáp, tôi không biết. Lại có tiếng nói, ông không biết thật sao? Vậy tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Vào đời nhà Kim, ông làm chức thống lãnh binh lính. Chúng tôi đều là thuộc hạ dưới quyền của ông. Ông ra lệnh cho chúng tôi canh cửa để vào chỗ đóng quân. Trong bọn chúng tôi có hai người lén xuống núi, gặp một phụ nữ đi một mình liền cưỡng hiếp. Cô ta về nói với chồng, chồng cô tức giận đến báo với ông. Song ông không chịu điều tra xem ai là người phạm tội, lại hạ lệnh xử chém hết thảy 18 người giữ cổng chúng tôi. Hai tên phạm tội cưỡng hiếp cố nhiên đáng tội chết, nhưng chúng tôi không liên quan gì đến việc làm tội lỗi của họ, lại bị ông xử chém. Oán thù như thế làm sao có thể không trả? Chúng tôi theo ông đã hơn 200 năm, nhưng ông biết tin theo Phật, những đời trước đều làm việc thiện tích đức, nay lại xuất gia nghiêm trì giới luật, nên lúc nào cũng có thiện thần hộ pháp theo bảo vệ, chúng tôi không dám xâm phạm. Mới đây, nhìn thấy thịt chó, ông khởi tâm muốn ăn, như vậy là đã phá giới, khiến thiện thần hộ pháp đều xa lánh, chúng tôi mới có cơ hội báo oán này. Nay ông lại tụng kinh cầu nguyện, giải trừ oan trái. Vậy chúng tôi cho ông thêm 3 năm nữa, sau đó nhất định quay lại lấy mạng ông. Từ đó, quả nhiên, nhọt độc của Hòa thượng Hàm Huy không phát tác nữa. Nhưng đúng 3 năm sau, chúng phát tác trở lại kịch liệt hơn lần trước, thối rữa và làm cho đau nhức không sao chịu nổi. Những cái nhọt độc oan nghiệt ấy đã hành hạ ông mãi cho đến chết. Phải chăng đây chính là luật nhân quả mà ông phải gánh chịu? Câu chuyện Người ăn mày mù lòa. Ngày nọ, một người ăn mày mù bị một đứa trẻ dùng côn gỗ đánh vào trán, làm sưng lên một cái u. Anh ta dùng tay sờ lên chỗ sưng với vẻ mặt không hề tức giận, vừa dùng tay xoa xoa chỗ đau, vừa cười cười. Một tên ăn mày khác nhìn thấy vậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi, cậu mỗi lần bị đánh đều vui tươi hớn hở, lòng của cậu sao có thể độ lượng rộng lớn như vậy? Người ăn mày mù nói, tôi đang tìm lại phúc báo của mình. Thật là khó hiểu, tên ăn mày ngồi bên cạnh thốt lên. Người ăn mày mù trầm ngâm một lát rồi nói,
tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này thì cậu sẽ hiểu ngay. Nói rồi, người ăn mày mù bắt đầu cất lời kể. Trước đây rất lâu rồi, cách kinh thành không xa, có một gia đình giàu có, chủ nhân tên là Triệu Lôi. Mặc dù vô cùng giàu có, nhưng mãi đến tuổi trung niên, vợ chồng họ mới có con nên vô cùng vui mừng và đặt tên là Đại Hỷ. Hai vợ chồng họ vui mừng quá, không biết đối xử với đứa con này thế nào, cho nên phải nuông chiều Đại Hỷ từ bé, muốn gì được nấy, thậm chí đứa trẻ muốn đánh ai thì đánh, cả gia đình và người ở đều vui vẻ tiếp nhận. Khi Đại Hỷ lớn lên, cậu ta càng hoành hành ngang ngược, khiến cho hàng xóm láng giềng sống cũng không được yên thân. Mỗi ngày, Đại Hỷ đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Một ngày, Đại Hỷ đang đi trên đường thì gặp một cô gái xinh đẹp. Hắn ta lập tức nảy sinh ý đồ xấu, có hành vi khiếm nhã với cô gái. Cô gái đang lúc sợ hãi thì gặp được một vị lão hòa thượng cứu đi. Ngày hôm sau, Đại Hỷ tìm đến ngôi chùa mà vị lão hòa thượng kia đang ở. Vừa bước vào cửa chùa thì lão hòa thượng cũng từ cửa chính đi ra. Đại Hỷ đoán rằng cô gái đó trốn ở bên trong nên muốn xông vào tìm thì bị lão hòa thượng ngăn lại. Đại Hỷ không nói không rằng dùng gậy gỗ đánh vào đầu lão hòa thượng. Có lẽ vì đánh trúng vào huyệt nên vị lão hòa thượng già ngã lăn ra rồi qua đời. Đại Hỷ bị quan phủ bắt và bị kết tội phải đền mạng. Hắn ta không những không hối cải mà còn đổ tội cho vị lão hòa thượng đã chiếm đoạt cô gái kia của anh ta. Gia đình vì muốn giải vây con trai miễn khỏi chịu tội nên đã bán sạch gia tài để nhờ quan huyện tha mạng cho. Ngay khi chuộc Đại Hỷ về, không ngờ đêm đó nhà họ bị cháy dữ dội. Người mẹ bị lửa bốc lên làm mù mắt, người cha bị bỏng liệt người rồi qua đời sau đó không lâu. Cả người, cả của đều bị tan biến mất. Lúc này, Đại Hỷ mới bừng tỉnh ngộ. Hắn ra sức làm mọi cách hiếu kính với mẹ, làm các việc mà xưa nay chưa từng làm như nấu cơm, giặt quần áo, đi làm thuê kiếm gạo. Cứ như vậy, mãi cho đến khi người mẹ qua đời. Mấy năm sau, Đại Hỷ cũng vì bị bệnh tật không có tiền cứu chữa mà ra đi. Đại Hỷ khi xưa chính là tôi ở kiếp này. Ngay từ khi ra đời, tôi đã bị mù và bị cha mẹ bỏ rơi. Người nhặt tôi về nuôi chính là một người phụ nữ nhặt ve chai tàn tật. Tôi dựa vào sự chăm sóc của mẹ nuôi mà lớn lên. Sau đó, mẹ nuôi của tôi vì bị bệnh mà qua đời, tôi lại trở thành đứa trẻ mù mồ côi. Hôm ấy, vì quá đau khổ, tôi đã đến bên mộ của mẹ nuôi, ngồi dựa vào đó mà khóc. Tôi gào khóc đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa trách mắng ông trời bất công. Mãi cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ thiếp đi ấy, tôi đã gặp một ông lão tóc bạc phơ, mờ ảo hiện ra. Ông lão ấy đưa tay vẽ một cái, làm tái hiện lên rất nhiều việc hung ác, khiến tôi thấy sợ. Cuối cùng, ông lão thở dài nói: "Tất cả những tội ác ban nãy ngươi chứng kiến đều là ngươi đã làm ở kiếp trước đấy. Tội nghiệp của ngươi quá lớn, không những bắt nạt con trai, ức hiếp con gái, tiêu xài phung phí, mà điều không thể tha thứ chính là phỉ báng, đánh chết người tu hành. Tội nghiệp vô cùng sâu nặng, nhưng niệm tình ngươi cuối cùng đã biết tận hiếu với mẹ già, nên ngươi mới được đầu thai làm người. Được làm người nhưng phải chịu tội, ba đời không có tiền bạc, ba đời không có hôn nhân, ba đời làm ăn mày mù. Mẹ nuôi của ngươi ở kiếp này chính là mẹ của ngươi ở kiếp trước, bởi vì kiếp trước ngươi có hiếu với mẹ, nên kiếp này bà ấy đã nhận nuôi ngươi khôn lớn. Ở kiếp này, nếu như ngươi có thể giữ được tâm tính làm người tốt thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng, khổ tận cam lai, kiếp sau sẽ có phúc báo." Người xưa thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Từ câu chuyện có thể thấy, thiện ác có báo là thiên lý,
hãy hành thiện tích đức để kiếp này và kiếp sau được hưởng phúc báo. Dùi lỗ lấy nhọt. Cao Tiên Sinh tuổi hơn 40, thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do vì hay bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong đầu có cục bú đè dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật một lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cái mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu nữa, vì làm như vậy sẽ nguy hiểm tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói: Ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián, rồi mới đánh dãy moi ruột đó. Dạ đúng, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày đều bắt cá ăn. Biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn cả chục mét nữa. Cá bự và dãy dụ dữ quá, con liền dùng cái cây đinh to cũng đóng vô đầu nó, dính lên trên gián. Sau đó con bắt đầu đánh dãy nè, moi ruột nè. Ủa, mà sao sư phụ có thể nhìn thấy đoạn quá khứ của con tài như vậy? Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dãy, mổ ruột, moi nội tạng. Cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn, vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ, nhưng đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ hành hạ, dày dò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung. Đời Hòa Thượng nói như sấm động, lay người tỉnh dậy từ cơn mê. Sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu con. Sư phụ hiền hòa nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì ông phải trả báo những tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thể dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao Tiên Sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp Cao Tiên Sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh, cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc cầu thọ. Nhai xương múc tủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót 10 mấy năm chưa khỏi, nên phải sang Đại Lục. Lên Ngũ Đại Sơn xin bái kiến Hòa Thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi: Lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm phải không? Dạ đúng vậy. Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật, gian khổ. Dạ đúng vậy. Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá,
Nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. Mình cá, đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá, bà không đành quăng bỏ đi, nên bỏ vào miệng, nhai nát, mút tủy nó. Sau này, dù gia cảnh có giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã huân sâu nên vẫn tái diễn. Cho đến nay, thì lúc ăn cá, bà vẫn thích nhai xương, nuốt tủy nó. Phải vậy không? Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất là ngon. Nhưng thức ăn của con ăn là tam tịnh nhục mà, chẳng phải nói là cho phép được ăn sao? Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Bà vẫn không hiểu, hỏi lại: Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội nữa hả? Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung, diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết, động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần, và đối với người sát hại nó cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy, dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể. Bất kể là thân đương sự bị băm dầm, nuốt sống hay đã làm chín như quay, nướng, chưng xào, chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều thì rất chấp. Do vậy, mặc dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm dầm, xào nấu, nhai nuốt, nó cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt ra tay rút gân, lột da động vật, nhai xương, nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ dung đao là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tin thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, óc, tủy, vân vân. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật ấy kết oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm. Sư phụ, vậy thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không sư phụ? Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày
mà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn, để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điểu cầm thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn, bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, không chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa? Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ dặn. Nhai xương, nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Điền phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993, anh thờ họ Lý đến nhà tôi, nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy y Tam Bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa Công Quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng với các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà, thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong thì họ ngồi một bên nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ: "Hôm nay tôi vốn là muốn tìm Tôn Huynh để nói lý đây, nhưng vừa rồi nghe những lời Tôn Huynh nói với mọi người toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước khi chồng tôi ghé nhà Tôn Huynh rồi về nhà, anh ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau thì anh ấy quy Phật làm cư sĩ." Chị ngừng một lúc rồi nói với vẻ ấm ức: "Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay hoặc làm nên việc tốt chi đó, ai dè từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang, dầu về nhà, còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể, các thứ dầu, hương, trái cây, bánh gì cũng có, các tu sĩ ăn đâu có hết, nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác gì, vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào. Còn hoang đường hơn nữa là hàng ngày tan sở về thì ổng cứ khoanh hai đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa, nhưng cứ một chút là kêu tôi bưng nước, một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ đi, thì ổng nói mình mắc ngồi, không thể buông ra được. Thiệt là tức chết đi. Làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải làm cha người ta sao? Hay ổng đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi? Nếu thật vậy thì tôi cũng muốn làm cư sĩ, ngồi luyện công đả tọa giống như ổng, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay tôi ôm một bụng tức anh ách đến để đầu lý cùng Tôn Huynh đây. Chị nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật. Hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi như thế này:
một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Chi, ăn mà không tu hành, phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì, những phẩm vật đàn việc cúng dường Tam Bảo, ủng hộ chư Tăng ni tu, duy trì Phật Pháp trường tồn, thì làm sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ? Lại còn phát sinh ẩu đả tranh giành nữa. Đây là việc rất có tội. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp, sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Xin nêu một thí dụ. Nếu hòa thượng giới hạnh tình nghiêm, thì phúc của ngài giống như là một vùng đất tốt, màu mỡ, phì nhiêu. Mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hạnh không nghiêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa. Huống nữa, chúng ta thân là cư sĩ, phước điền đã không bì kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa, đầy tâm tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa thượng Diệu Pháp từng nói, nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà, muốn kiệm phước, thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó, mà bỏ tiền vào thùng phước xương để tạo thêm công đức. Hoặc người công quả có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là đúng pháp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó, nhân danh này nọ để dơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau? Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu mà thôi. Nhân đây, tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ, làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm chí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, tu được phúc vô lượng. Mục đích của chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bụi trần hiệp giác, gột sạch tam độc, tham, sân, si, huân diễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao có thể thấy sai còn phạm tiếp, tự dìm mình vào vực thẳm, vạn kiếp khó ngoi lên? Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải luôn học và hành theo hạnh Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng, mà cẩn trọng mới cảm động vì tấm lòng độ sinh vất vả của chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng hoặc giáng tội trừng trị ai không có phái quy y. Phật luôn đem bi tâm tha thiết tuyên dương chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về, ly khổ được vui. Những con đường đạo trong kiếp nhân sinh phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi. Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức, tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa, khiêm cung, hộ pháp vệ tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy, để tự lợi, lợi tha, viên mãn. Tổ kiến và nhà ở. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên
họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót 3 năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang đại lục lên Ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai. Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy? Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói. Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói, hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian vạn khổ tạo dựng nên, còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, Hòa Thượng Quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm, khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được Hòa Thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lành thay, lành thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Thai phụ tụng kinh Địa Tạng. 4 năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba, là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên quán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tin Phật. Đầu năm nay Hải Ba có thai được 7 tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ chồi đạp tứ tung làm cô đau đớn, và hỏi tôi có cách gì giúp cô không. Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, như thế liên tục suốt 7 ngày, vừa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy
lúc sinh đỡ sẽ dễ dàng, không bị thống khổ, mà đứa con sinh ra cũng được an lạc, dễ nuôi. Cho dù có lúc phát bệnh, thì cũng sẽ mau lành bệnh. Nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay thì càng tốt hơn nữa. Hải Ba lại hỏi tôi, trứng gà có ăn được không? Tôi nói, trên thị trường hiện nay, chuyện nuôi gà đẻ trứng, nếu là trứng không trống, thì cô có thể ăn. 2 tháng sau, Hải Ba gọi điện cảm ơn tôi, khoe là cô mới từ sản viện về nhà, tất cả đều thuận lợi. Cô còn vui vẻ báo tin, lúc tôi đề nghị cô tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng 49 bộ. Thật may, nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau liền sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó cô muốn điểm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cô mới vừa nghĩ vậy thì đã nghe bác sĩ nói thấy đầu hài nhi rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mũm mĩm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ. Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập, các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con. Nhưng ai cũng hiểu, sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể, lại vừa hao tài. Thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi. 10 ngày sau, Hải Ba gọi điện tới, kể là hôm xuất viện về nhà, đứa bé không hề khóc dù một chút, nhưng 3 ngày sau thì lại khóc. Hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay, bú sữa cũng khóc, dì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bạc khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể. Vì vậy, cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than, mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bảo, cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh Địa Tạng thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căn, cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hải Ba nói, mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói, để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm oán hận vì bị tàn hại giết ăn. Hải Ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải Ba nghĩ thầm, thằng bé xem ra cũng biết thông cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó. Thân mẫu Hải Ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc. Còn bà ngoại đưa tay bồng thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà ai cũng mừng. Giải thích. Trong kinh Địa Tạng, phẩm thứ 6, Phật dạy: về sau, nơi cõi ta bà này, nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đủ 1000 biến, thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước nó từng gây ra và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sống lâu. Còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt, chướng ngại, thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm,
hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng mà chiêu cảm nên. Bà kể mình hồi nhỏ nhát gan, ngay cả con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không, bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là ăn thịt cua chưng cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà: những con cua biển đó, nhân vì thực khách đòi ăn, nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo: những món này, cho dù là khi mua bà thấy nó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh, hoặc được người làm xong cho bà ăn chín, nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì nếu như người ăn bằng giảm thiểu thì hành vi giết chóc cũng ít đi. Nói cho rốt ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh. Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, liền khai thị tiếp: có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh, nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe, song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng. Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng, ngày ngày đều uống, trong thời gian ngắn vẫn không sao. Nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được, hễ uống là say. Đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật, và thèm ăn mỹ vị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm mống oán hận, họa tai. Nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy. Hòa thượng lại hỏi bà: nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không? Dạ có. Bà lộ vẻ rất kinh hãi, hai mắt nhìn hòa thượng trân trối. Bà cất đó ở đâu? Hình như ở trên sân thượng à. Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nếu không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người, đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính. Hòa thượng nói tha thiết: tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh, thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn, danh hiệu Phật và tâm khó thể tương ưng, dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc. Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ. Làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiện căn, tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được.
Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong dân thế. Nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc nhiều kinh Phật tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo. Bà bị bệnh tim 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt lúc xấu. Sau đó nhờ người giới thiệu kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà: Đạo hữu không có ăn chay à? Thưa, con ăn chay. Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi: Ôi sư phụ, cá tôm cua bà cũng tính là thịt sao? Con vẫn nghĩ là mình đã ăn chay đó. Sư phụ nói: Cá tôm cua, nếu không phải thịt thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá tôm cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được. Dạ vâng thưa sư phụ, từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá, tôm, cua. Bà Hồ nói. Sư phụ lại khai thị: Đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát, dứt hẳn ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt, bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt, lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy. Bởi vì luôn bán rượu, thuốc, thịt cho người dùng ăn là phạm tội, giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút, thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay, mà nhất quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời: Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu: Ôi chào, thật thư thái lắm à. Đã rất lâu rồi tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tin thờ Phật ăn chay không những chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàn và Kinh Lương Hoàng Xám, vân vân. Còn có Kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngụ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Thân phụ cầu siêu độ. Có vị bác sĩ họ Hoàng đột nhiên mắc bệnh rất lạ. Hễ trời vừa tối là hai mắt của ông đứng tròng, không nói năng, không ngủ nghê gì, mà còn tay đấm chân đá. Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường. Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ đã có 6 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó, vợ bác sĩ Hoàng được Lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu, nên bà định đến cầu Hòa Thượng xem bệnh giùm cho.
Bà Hoàng kể, chồng mình ngay cả khiết công cũng không tin, vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. Nào dè, mắt bác sĩ Hoàng sáng lên, cuống quýt hỏi: "Bà nói hòa thượng đó tên gì?" Khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng Diệu Pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nằng nặc đòi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến Ngũ Đài Sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối. Nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng: "Phụ thân của ông còn hay mất?" Bà Hoàng đáp thay cho chồng: "Dạ, mất đã gần 2 năm. Sư phụ nói: "Ông có 2 người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất." Lúc này, do trời đã tối, nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng tròng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay: "Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng, 2 người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ, ba chồng con thương anh ấy nhất." Hòa thượng giải thích: "Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ khổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho y, nhưng y không tin. Vì vậy, để thoát ly khổ ải, ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách dựa xác con để ép đó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không?" Lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ Hoàng, thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn, đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp: "Đợi một chút, trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện Địa Tạng Vương. Đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc." Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng, vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ: "Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con." Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo: "Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật môn." Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích đệ tử tại gia là thế nào rồi thì bà mới thở phào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cúng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện nhất tề bái Phật. Tối hôm đó chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đãi khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương mình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo: "Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha." Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay. Thai nhi ưa nghe kinh Địa Tạng. Trần nữ sĩ là láng giềng của tôi, vừa rồi tâm sự: "Con gái tôi có thai hơn 7 tháng, gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá, khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn." Tôi bảo bà: "Suy theo pháp lý Phật thì đứa con trong bụng là nghiệt duyên, tìm tới đòi nợ hành hạ đây. Cũng có thể là do nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu
hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh Địa Tạng thử xem. Chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt. Tôi còn nói thêm, nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh Địa Tạng rồi mà không có hiệu quả thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại. Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh Địa Tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần nữ sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói, dạ, đêm qua tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh Địa Tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tán thán nói, Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút, ngày thường biết tụng kinh thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái Trần nữ sĩ sinh ra một bé trai khả ái. Lúc sinh nở hầu như không bị đau đớn. Suốt một tháng ở cử, mỗi ngày cháu đều tụng một bộ kinh Địa Tạng. Trước đây sản phụ ưa ăn mặn, nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét. Trần nữ sĩ hỏi tôi nguyên nhân vì sao. Tôi bảo, nghe mùi thịt rất không ưa, đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được định quá, khiến Phật tính vốn có tự hiển lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước. Bệnh tùng khẩu nhập, nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tịnh. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ sinh. Lý nữ sĩ từ Đài Loan sang thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Mẹ chồng con thân không có bệnh gì, chỉ là mỗi khi ra đường chưa được 100 mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau, phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được. Vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện Đài Loan và Mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh. Xin sư phụ khai thị. Mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói, vì sao lại không thể ăn giò heo? Sư phụ giải thích, nhân thế nào quả thế ấy. Người ưa ăn ngư nhãn, tức là con ngươi của cá, thì hay bị bệnh mắt. Người khoái nhai cổ gà thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề. Người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử. Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại, chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Thai nhi nghe kinh giải oán hờn. Chàng trai Mạnh Vĩ và cô gái Trung Hồng là đôi tình nhân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái Trung Hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan chí thành tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp, đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra thường có chung một đặc điểm
là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi Trung Hồng mang thai, vì thương con, hai vợ chồng bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiện căn sâu dày, xinh đẹp, ưng ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng Trung Hồng thường phản ứng mạnh bạo. Bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai tất cả đều bình thường. Bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào mùng 1 Tết. Đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ giòn tan, đứa bé trong bụng Trung Hồng cũng khua chân múa tay, đánh đấm lung tung. Mẹ chồng Trung Hồng nói: "Đứa bé này cơ bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây." Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trông chờ đợi bé ra đời. Tin dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang, không những khiến vợ chồng Trung Hồng bất ngờ và đau khổ tột độ, mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc, không sao hiểu nổi. Sáng hôm đó, khi Trung Hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua, tôi cũng sốc đến quên bén luôn, đó là mùng 1 năm mới. Khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh, nhưng chàng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ, một người mẹ trẻ đợi lâm bồn. Nhưng cô biết rõ mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm đầy sức sống của con nữa. Lúc đó quả thực tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong nhân quả để mà an ủi họ. Trước tình cảnh này tôi nghĩ gì cũng không thông. Tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị Phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con? Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng một mực chỉ trích Mạnh Vĩ và Trung Hồng quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thất đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Sư phụ nghe xong không nói nửa câu thương tiếc hay chia buồn. "Lành thay, lành thay." Ngài còn sai tôi đi tìm Mạnh Vĩ hỏi ngay là có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể và giết rất nhiều heo. Sư phụ còn giải thích cho tôi nghe: "Thai nhi lần này chính thực là oan gia oán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ." Mà lại nói: "Vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ, khiến cả nhà không được phút giây an ổn. Thế nhưng nhờ hai vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng thành tâm sớm tối niệm Phật, tụng kinh, nên thai nhi dần dần tiếp thọ Phật Pháp. Huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh Địa Tạng, mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền kiên. Nhờ vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh, thai nhi đã thực sự được lợi ích. Do nghiệp chứng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội Mạnh Vĩ. Tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù. Hiện tại vong hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi. Nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa." Tôi liền hỏi sư phụ: "Vậy thì vì sao thai nhi lúc sắp sinh mới chết?" "Có hai lý do. Một, mẹ con duyên phận chưa tận. Hai, thai nhi ưa nghe kinh thính pháp, vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa. Nói ngược lại,
Nếu như vợ chồng họ không tin Phật, chẳng chí thành niệm Phật tụng kinh, thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi. Nó sẽ sinh ra thuận lợi, nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng. Cuối cùng dòng họ Mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này. Bởi vậy, khi thai nhi chết, ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh, toàn gia ôm khổ đau thống thiết. Nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó, đây chính là điều đáng chúc mừng. Tôi nghe sư phụ giảng giải xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, mây đen nghi ngờ tiêu tan. Tôi lập tức đến chỗ Mạnh Vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống, xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, thế ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh Vĩ nhìn nhận ông nội chàng thuở sinh tiền chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những ra lệnh kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy thì ông mới thấy thoải mái. Ông chết rất thống khổ, không những ọc máu tươi mà ánh mắt cực kỳ hung dữ. Xưa nay Mạnh Vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ lâm chung thê thảm cho người ngoài nghe. Rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng, một người bạn của ông nội chàng làm nghề đồ tể mổ bò, mỗi ngày giết mấy con. Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có. Một hôm, ông Hùng đi chơi về, vừa vào nhà nằm nghỉ thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không tỉnh, gọi không đáp, bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi hộc máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng. Nhìn cảnh này, ai cũng thất kinh. Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên, bèn dẹp lò mổ, không theo nghề sát sinh nữa. Mạnh Vĩ kể, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc và thấy rằng đa số họ, dù chết trẻ hay chết già, đều chết rất thảm và trước khi chết, miệng luôn ọc máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học Phật. Tất cả chú bác và các cô của Mạnh Vĩ đều bị bệnh tật triền biên. Cha chàng bị đau, xương sống, xương sụn đều nhức nhối. Bác chàng thì bị bán thân bất toại, nằm liệt trên giường 10 năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy 40 thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình, anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cột sống. Chị chàng còn phải mổ nhưng trị không lành được. Hòa thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật tu tập thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng, số phận đã định là con cháu phải bình hoàn lụng bại. Bài pháp ngữ Hòa thượng Diệu Pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời, rưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt, nung nấu tâm can mọi người, giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ. Nhất là vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng, họ đã chuyển buồn thành vui. Hai vợ chồng bây giờ học Phật, tập tu, càng thêm dũng mãnh, tinh tiến. Tôi tin họ chí thành như thế, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gia trì cho họ, sớm sinh quý tử. Báo ứng không ngờ. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng, làm cho cả nhà không được yên.
Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu, cũng hy vọng anh Bình thấy Ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Hà Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói: À, hồi đó con làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang. Do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào, nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh á. Tụi nó thì bắt và giết chết con chó. Phần của con á chỉ phụ tá thôi, giúp á lột da, mổ bụng, làm thịt giùm thôi à. Anh có ăn một chén thịt nữa mà. Dạ, đương nhiên là vậy rồi. Con đã phụ mà, không lẽ không ăn cho đỡ thèm. Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó, làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hà đầy bất bình, tức tối nói: Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao lại nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó. Sư phụ giải thích: Chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết, ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất, 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 vốn không nhất.